theo lời kể của một nữ điều dưỡng, Trúc Nhi và Diệu Nhi trời sinh vui tính, dễ mếu máo nhưng rất hay cười và hòa đồng. Chỉ cần giai điệu bài nhạc yêu thích Chúc Bé Ngủ Ngon vang lên là hai chị em tự giác nhắm mắt, ngủ luôn không cần các cô dỗ dành. Ba mẹ hai bé anh Hoàng Anh và chị Hồng Thúy ngày gặp lại thấy hai con gái tươi tỉnh và tách rời bình ổn, cũng nở nụ cười mãn nguyện. Gần tròn 14 tháng tuổi, táo mọc 5 chiếc răng, dâu mới mọc chiếc đầu tiên. Mẹ bé chia sẻ, ba mẹ vào thăm hai cục cưng thật vui, chị dâu tên thân mật của Trúc Nhi thì ngủ không thèm dậy, thấy ba mẹ thì méo xíu xíu. Em táo Diệu Nhi mở mắt là cười toét miệng chơi với ba ngay. Hiện nay các cơn sốt đã hết, các bé tự cầm bình sữa uống, không cần điều dưỡng hay bố mẹ giúp đỡ. Lượng sữa được cung cấp tùy theo nhu cầu mỗi bé, trung bình từ 100 đến 120 ml cho 6 đến 8 cữ sữa mỗi ngày. Hai chị em tiêu tiểu tốt. Nhân viên y tế luôn túc trực theo dõi tình trạng bệnh nhi cả ngày lẫn đêm. Ngoài chăm sóc y tế, các điều dưỡng chơi đùa, hát ru, thỉnh thoảng cho các con xem hoạt hình, nghe nhạc giải trí. Hai bạn nhỏ bớt đau nhiều, thoải mái hưởng thụ hơn. Hai bạn nhỏ sống chung phòng nhưng để tránh nhiễm trùng, nhiễm khuẩn chéo, hai giường bệnh kê cách nhau hơn 3 mét. Tuy giãn cách xã hội, hai chị em luôn hướng ánh nhìn, quan sát nhau, cùng cười khanh khách khi bố mẹ hay điều dưỡng vai trò.